Dạ, Phong xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang ở chỗ nhà của anh Dũng nha, bé Thắm đây. Chào Thắm nha. Thì sáng nay cũng không biết, cũng nhiều cái lobo quá lắm. Đây là cây mai mà anh Dũng ảnh làm đó kìa. Hình như cái này chậu chậu mũ ngã luôn rồi. Thì để xem anh Dũng ảnh trò chuyện cái chuyện hồi sáng như thế nào nha. Nóng tính với anh Dũng. Hồi nãy thì bà vợ ra đây, bà cũng nói sốc tôi. Bà người ta ta mà bình luận trên cái máy của người khác á, người ta nói tôi là một hai, người ta cho tiền bả mà tiền tôi làm gì tôi có. Mấy bạn nào nghe ra bạn chi tiền, chi tiền cho bả. Là mạnh thông quân có nghĩa là gửi tiền cho bà ngoại hả? Không có, người ta nói tôi nè, thằng này cầm tiền cho bả mà tôi làm gì tôi có tiền mấy cho bả. Người ta thấy mà lại mình đừng lên 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 nói mạng á, mạng nói gì á. Sao anh nói là tôi ngỏ cái này. Để tôi nói cho. Đây nè, cái lúc đầu bả ra, bả nằm đó thì lúc trước á là Thanh Trúc nó đã quay rồi lên cái mà cái ấy này nè, nó bình luận nó hô là bả ra đây bả xin tiền tôi, mà tiền tôi đâu làm gì tôi có tôi cho bả đó. Bây giờ người ta ở đi đâu người ta cũng mắc tôi lại, người ta nói vậy hoài đó. Nãy xin Dũng nhiêu? Tôi đâu có cho đâu. Mà nãy xin nhiêu á? Không có xin. Không có xin. Không có nhờ. Rồi tôi nói vậy bả dặn bỏ đi về luôn á. Không có nhờ. Rồi vậy đó là anh nãy anh nổi nóng lên là em thấy anh quăng chén rồi quăng đó hả? Ừ. Thì vấn đề đó đâu có gì nóng quăng chén vậy. Anh này ông nhà anh nói ta nói đó. Nhiều cái tôi bực lắm. Chứ không phải ở đâu. Anh đi uống rượu thì lộn được. Có một phê ta không nói nữa. Đi đâu người ta không quắt tôi vô kêu ta nói quắt kêu nói và tối ngày tôi nhức cái đầu á. Không dám đi đâu nữa cả. Tại thấy đó cũng đâu có áp lực bằng cái chuyện anh được giải quan rồi anh nó đáng mừng chứ. Đáng mừng mà người ta bên kia ta nói chứ không phải là nói gì. Giờ nói nữa ha. Rồi chiều nay còn chén ăn cơm không vậy? Còn vài cái hết rồi. Nó bằng mũ mà phải không? Nó bằng mũ rồi cái chậu mai 20 triệu bể rồi kìa. Bỏ đi, không có gì. Cái chậu mai đó mới có giá trị đó, 20 triệu. Nghe nói là nãy anh nào nói là cái mai đó đâu thẳng trị giá khoảng 20 triệu gì đó. Thôi bỏ đi cậy. Tôi không cần tới, tôi bỏ luôn. Rồi nãy Quốc chồng gì xin lỗi chưa? Để em thấy bà tát động vật lý ổng cái đó. Vậy chứ mưa dán nhiều cái ào gì đó, dán gì đó vàng mà không á. Quạo ha. Muốn cho mà bà nam với người đừng quăng gì vậy nữa. Hồi nãy chị cũng nóng dữ lắm hả? Muốn đây đâu thay đâu, muốn mà nó ngủ. Xin lỗi chưa, xin lỗi không chưa? Đi rồi. Trời ơi, quà. Mấy bây giờ đã chuyện nó nguội rồi đó. Nói lại đi. Nói chuyện nào nè. Nói chuyện nào nè. Nói chuyện nào nè. Dạ xin lỗi cho mấy bạn nói ổng đây, ổng bị áp lực rồi chị nữa, phải nói đàng hoàng. Anh ơi, nãy em lỡ nóng gì đó. Nói này, tôi ẩm gà là tôi bị trội đá nhiều lần lắm rồi. Trội quá đau rồi tôi phải. Có cái người ngoài á, trội đá tôi quá đau rồi tôi phải bật. Nói này nói nọ lung tung hết. Nói ông nói gì thôi đội là đại đồng với nhau mày lên lỗi. Hồi nãy giờ chị nói sao với ảnh? Nói nhờ nói giờ ông lỗi tôi mới đồng ấy. Trời ơi thêm đồng nữa lỗi mà nhiều cũng lỗi gì. Thôi bỏng cái nào chưa? Chưa. Thôi khỏi không nha. Vậy làm tha thứ rồi ha. Thấy anh thương chị không? Chị làm cỡ nào không nhịn á, giống quăng chén chứ đâu có đụng gì tới chị đâu, thấy không? Không nào dưới tôi đâu. Không có dám quên tôi. Kinh vậy đó. Quên tôi là mẹ sao? Đi lộn đi chứ, ai ngồi sáng ngồi cũng quên vậy à. Chứ không có lời nhận đâu. La vậy chứ, sắp lại lời. Nãy em thấy anh Dũng ảnh quăng chén á, là Thắm ở đây là xanh mặt hết trơn luôn á. Sợ á. Nó là bây giờ rẻ rồi. Bỏ nó như mẹ. Chứ anh làm những cái điều đó là tôi không có chịu. Để người ta nói quan tôi hoài. Thì tôi tức phải tức lý. Người này ngoắt lại, người kia ngoắt lại rồi. Anh nghĩ sao? Tôi cũng mắc cỡ với bà con hàng xóm ở ngoài chứ. Là người nào? Dài dài đây đăng túi ăn chợ luôn. Tụi em đăng lên Minh Quang cho anh đó, anh thấy sao? Thì tôi cũng rất cảm ơn cô ba trên cộng đồng. Bây giờ là có mấy anh cũng giúp đỡ. Cũng mà mấy anh này cũng gửi giùm tội lỗi giùm con rồi. Hôm qua là mấy cô chú anh chị là nói dạ. Là Dũng là tội nghiệp Dũng quá trời đó. Dạ.
rồi hổng giờ hiểu lầm rồi bên dạ. Bên phía mẹ vợ rồi bên vợ rồi có nói gì không? Thì cái bên ở trong xóm á, ta nói ta kêu thôi bây giờ là đuổi Dũng đi đi, đừng có để cho nó ở đó, cha dượng mà sao kỳ vậy. Dạ. Rồi giờ có còn nói vậy nữa không? Không biết nữa, ở tổng bây giờ không biết sao. Mẹ biết rồi, mấy bạn rồi đang có nói gì nha. Hôm nói tới anh Dũng khóc luôn mà. Mẹ đang vợ là không có nói gì nữa nha. Nhờ anh Phương đầu đi, ảnh cũng làm giùm, cũng rất cảm ơn anh nhiều. Giờ dưới cái vấn đề mà em nghe chị Nhí có đề cập á là chấp nhận em sang, nhưng mà là không cho em sang ra đây ở nữa đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là làm thì ra đây trợ cấp. Dạ trợ cấp vậy thôi, chứ không cho đấy là ở đây được. Người ta ở đây người ta không dẫn, không thích nó nữa. Có khi nào em sang ra đăng nỉ anh có đổi ý định gì không? Không được, cái đó là hỏi cái người bên ngoài, người ta cho ở không cho ở là quyền của người ta. Là sao? Cái không phải là cái chỗ này của tôi. Hàng xóm ha. Hàng xóm ta đồng ý ta cho thì tôi cho. Còn này ta ở sát bên này ta không cho. Giờ bây giờ nếu mà sang ở đây ta đuổi tôi liền. Càng quá vậy ta. Ừ. Ngày sang phải thăm vợ được không? Được thì ra thăm mày đi chứ không ở được. Rồi lỡ rồi mốt sang mượn chỗ đây bán vé số rồi cho không? Cho thì cho mà nó đi về mới được chứ ở đây là không ngủ không được. Ở đây tối thì phải đi về ha. Tối về tổng làm gì làm. Ở đây sáng là ta mới nãy người ta nói rồi đó, không được á. Nó cho ở đây là nó ngủ đây là tao đuổi mày luôn, tao kêu mang lại xử mày luôn á. Lỡ mai mốt nó lại đây rồi anh đuổi nó về nó ở đây rồi sao? Không cũng phải về thôi, tôi kêu phải về chứ không về là không được. Người ta cũng trách hờn tôi là sáng bây giờ đó. Mấy năm rồi mày vợ con năm rồi là cho thăm, còn ở đây là ngủ đi là không ngủ. Thăm thì được nha. Dạ thăm thì được. Rồi nãy Nhí có lại rồi có chào tạm biệt rồi không? Xui á, xui thằng trai á. Có hả? Hả? Đúng ra hôm nay cũng im xu mà cho bà mẹ vợ vô cái anh Dũng cọc lên luôn ha. Bả nhiều cái bả chọt cái này chọt cái kia rồi túi xua. Tôi giờ tôi cũng gầu lắm. Không được chứ là vui. Chuyện gì đâu tới hoài hả Dũng? Tới hoài luôn. Nãy anh liền cái đống chán cái là chị Tư anh là tái mặt luôn á, tới cái gì nữa rồi. Cũng phải sợ tôi thôi chứ làm gì không sợ. Bỏ chạy luôn chứ anh thấy đó. Chạy luôn á. Rồi nãy có cái chị gì đó nói vụ gì mà 200 ngàn là vụ gì nữa? Nó mượn nhỏ đó, nhỏ em. Em ha. Nó mượn nhỏ này nè. Nó chị Năm cho em mượn 200 ngàn đi rước thằng nhỏ ở dưới bà thầy á. Là giữ dịch ở dưới á. Nó về tới đây ngừng xe nó hô thôi tôi trả chị 200 ngàn thì có má nó ép buộc cho giờ nói là em tôi lấy 200 ngàn đó ăn mà 200 ngàn nó đi làm được chứ bộ nó bán vé số ông mới đó bữa năm ngoái á mày đã mượn được một chỉ vàng 24 nha nó làm đi rồi bán năm phân rồi năm phân 7 ngày rồi á không có tiền mới bán lên năm phân vàng mấy bà đi làm mày nghĩa mã rồi mới nuôi mình mã. Bữa 20 ngay chăng năm ngoái luôn. Rồi bây giờ nó bây giờ bán nhà thì bây giờ nói nó chị Năm cho 200 ngàn mượn rồi vợ nó là đúng xuống em thì nói vàng mới 50 vàng. Bà nói bà dạ vợ tôi bà nói vậy đó rồi anh tức không? Tôi có đúng xuống ai? Bây giờ bên chồng anh làm vậy lỡ anh làm vậy mới mốt mẹ vợ ra đây rồi giận anh không ra rồi sao? Bà không ra cũng gà cũng không cần đâu đó thiệt. Bà ra chứ tôi không cần tới nữa, nó thẳng luôn. Bà ra nằm đây nằm mày thôi ta ăn rồi, ta chơi đi chơi rồi ta đi về chứ không ở đây lâu. Ba bốn bữa ra không ai nói gì. Bà ngày nào cũng ra ta nói tôi hoài. Ba nghe ăn sáng cũng không mày bán gì hết trơn á, ăn sáng là ăn cơm mua miếng mày vậy đó. Ở trên này nè, cái bổ trên này mới nói nè, mới nói hô mẹ vợ mày ra gì đâu mà ngày nào cũng ra. Ra hỏi tôi làm sao tôi trả lại với người ta được. Biết đâu bà ra thăm cháu ngoại rồi sao? Mà người ta nói vậy đó. Nó hỏi nhiều thôi. Tại vì bà ngoại bà thấy là thấm đang có mà người ta nói gì nên là ngày bà tôi nói anh là bà ra liên tục năm ngoái việc ra cũng liên tục chịu hoài luôn
Rồi có khi cái chiếc xe kia là tôi bán rồi, chiếc xe đạp của tôi, bà bắt tôi đưa về, tôi không dẫn đưa về. Không lẽ bỏ bà lò bột, đúng không? Bà ngoại ra vậy rồi có phiền hà gì anh không? Không phiền hà mà ở trên cái mạng người ta nói vậy đó. Nghĩa là ta nói sao mà bà ra đây hoài đó hả? Nó nói ra hoài đó, 3 năm 3 bữa 8 9 bữa ra đi, ai nói. Nó ra đó mới nằm mày và mày hoài, tao phải bắt buộc tao phải nói rồi. À, theo em nghĩ thì bà ngoại mà ra tới lô thăm con cháu thì không có sao đâu, theo em nghĩ cũng bình thường à. Tại vì bà ông bà mà thương con cháu thì người ta ra thăm thường xuyên là chuyện bình thường thôi. Người ta nói mà. Người ta nói tôi, ta hỏi tôi tại sao bà và vợ mày đi đâu mà đi hoài, ở trong bên vợ tôi, ai cũng nói. Bà chị tôi dòng họ ruột tôi cũng ở kế mình đó. Bà bắt buộc phải hỏi tôi trả lời đâu được đâu. Bây giờ nó nói bả ra đây chơi thì người ta nói. Đó, thì phải bao che hai bên hết. Đó. Với bà hay nói anh Dũng ha. Dũng cũng khó chịu. Nói nhiều cái nặng nề lắm chứ không vừa đâu. Này để chị Huệ nói với mẹ mình chứ giờ anh Dũng khó nói lắm à. Ừ. Người ta nói không được luôn. Không được luôn ha. Mẹ bà, tôi nói anh, tôi nói nhỏ cho anh, bà già rồi, ai mướn bà làm gì? Bà nói sáng nào cũng đi làm mướn, còn mướn ai kêu bà? Ông nội tôi chưa dám kêu bà nữa, bà bị bệnh tim y gan cái này nè, bà bật ngang, bà xỉu, ai đỡ bà? Ông cứu nội tôi sống đây chứ lại chưa dám nữa, bà mặn nặng đồ đâu được đâu, lu bu lắm. Thôi vậy vậy đi, cho Thấm sang ổn rồi thôi đi ha, đừng có cự nữ nữa mất công. Rồi nữa nó làm nó lo cho con. Thì nó lên nó thăm không ai nói. Đằng này thì cháu tôi phải nuôi rồi. Chứ mà kêu kiểu mà cho gì dưới là tôi không cho. Sau này quýnh nhỏ này nó khờ nó biết gì. Biết đâu về chồng rồi em thấy chị dâu sao không được, ở dưới cô bác ở dưới hồi sáng cũng đã nói rồi, nó lo không được, nó bỏ nhỏ này chết đói nữa. Ở đây luôn nè. Dạ không ăn nữa. Ở dưới á, dạ không có ăn. Mà lấy gì lo cho nhà này? Nó không mặn, mưa không mặn ra. Không mặn, nó lội tỉnh tối ngày đó là anh làm sao? Rồi cho em hỏi nghe, anh xui không giờ qua giờ có xuống gặp mặt gì anh chưa? Không dám. Không dám hả? Không dám gặp mặt tôi đâu. Sao vậy? Không dám. Đó là tôi với nó sực lộn hoài à. Gửi lời với anh xui không? Không. Xui giờ ngày hôm qua gửi lại anh rồi đó. Không gửi. Chuyện qua em có thấy là có số clip á là anh xui muốn xuống đây gặp mặt nói chuyện. Xin lỗi á. Xin lỗi anh Dũng. Xin lỗi thôi chứ không có gì hết trơn. Không. Anh xui là xuống nhỏ rồi. Nó là cái thằng đó hít keo rồi tôi không thích. Chứ mà là nó làm cái chuyện động trời không là tôi không dám. Làm chuyện gì mà anh sợ dữ vậy? Đã nó hút chích mà đâu tôi dám tới nó đâu. Đừng nói mấy nó. Nói là nó không có. Nó không lo làm ăn tôi không thích thôi, đừng hút chích. Đúng không? Đúng rồi. Sao rồi, anh không chịu gặp anh xui với anh Dũng? Không. Sao vậy? Cái tánh đồ nào giờ tôi không thích, không có thích nhiều. Không lo làm ăn làm giả cái gì đó. Lo đi chơi không vậy hả? Lo đi chơi thôi. Bởi anh Dũng không thích tiếp xúc á. Giờ lỡ cũng là xui với ở nhau rồi, sao giờ anh Dũng? Không, tôi nói cái tiếng một. Là không lạ. Chấp nhận thôi chứ rồi không có muốn gặp không. Ha. Không. Rồi là ví dụ như rồi ổng muốn xuống thăm cháu rồi. Đây tôi nói cái nữa, hồi sáng ở dưới nữa người ta có nói rồi. Lúc mà mấy anh chưa xuống á. À. Ta nói là ở dưới nó là cũng là ông cứu nội dưới á. Nó phá người ta dưới á. Phá dữ vậy dữ ha. Ta bắt cầm rồi. Ta bắt cầm rồi đó mà ta về đằng xã ta thả. Thôi được rồi, chạy đi. Bây giờ nè cũng vì con đi nên giờ hả xí xó qua hết trơn đi. Không cho nó lên thăm mà cho anh chứ cái vụ mà chứa đây là người ta không thích, ở đây cô bác là không thích đó. Hồi nãy nó xuống là người ta là nãy lên lộ là người ta kêu tôi đó, ta nói rồi đó. Em sang đó ha. Dạ. Không chấp nhận luôn. Không chấp nhận trên danh nghĩa là rể thôi nhưng mà không có chứa trong nhà. Dạ chứa ở đây thì chúng đuổi tôi sao? Tôi đâu có chỗ nào đó mà tôi chạy. Nhưng mà sao đâu anh qua bên kia. Qua bên kia ai cho?
Bên em được thì anh chưa ở. Không được, cũng vậy thôi. Ý anh cũng vẫn là muốn thằng Sang nó ở đây, nhưng mà tại vì cái người đó người ta không cho nên anh cũng không cho ha. Dạ. Cái chỗ này đèo phạm của người ta, ta không thích. Em cho đó, sợ mà người ngoài ta không cho. Má. Ở đây là tao không thích nó đó. Nó thẳng đó. Rồi vậy em cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ nha. Dạ. Chúc anh Dũng nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Chào chị nha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô bác trên cộng đồng. Dạ, có thương cháu Thắm thì giúp đỡ cho cháu Thắm. Con là không có gớ được đồng bạc nào của nó hết trơn nghe cô bác. Nếu mà Dũng này gớ Dũng này là ra xe động thằng Dũng này. Nè nói lại đi nè, nói bây giờ giúp cho Thắm chứ con tôi thằng Dũng này đi làm được, không dạ. Có đụng tiền nữa. Dạ. Đâu. Nếu cô bác trên cộng đồng đó là con đi làm được nha, là con không gớ đồng bạc nào cứu con Thắm hết cho cô bác, con bư vào được. Đó, cô bác thương tình là giúp đỡ cho nó đi. Giúp đỡ cho cháu ha. Dạ, giúp đỡ cho cháu đi. Cho con không có gớ đồng bạc nào của nó chứ. Dũng này đi làm bắt hết được mà. Không dạ. Gớ đâu. Hôm bữa giờ tiền còn chứ vậy? Con. Còn ha. Nhớ kỹ kỹ nha. Dạ. Lo cho cháu á. Thì phải lo rồi, cái đó là phải dứt thoát phải lo rồi. Đó, anh Dũng ngày mốt là làm ông ngoại rồi đó. Dạ. Giỡn đâu. Em quyết định đặt tên là Thanh Ngân rồi ha. Dạ. Thanh Ngân ha. Chứ không để tên Vàng ha. Không. Không được. Tên Giàu. Tên Giàu chứ không. Không, không có đặt tên đó. Thanh Ngân. Họ gì, họ có ai, họ anh Dũng hay họ có họ mẹ nó. Họ mẹ luôn ha. Dạ. Cái gì Thanh Ngân? Nguyễn Thị Thanh Ngân. Nguyễn Thị Thanh Ngân ha. Ờ, không Nguyễn. Tên quá đẹp luôn ha. Bà ngoại đặt hay đặt đây. Bà ngoại đặt. Ngoại đặt ha. Rồi giờ hồi sáng Thắm đi khám rồi sao rồi chị? Không khám. Đó khám mẹ hả? Nó đi mệt ha. Cái nào giờ uống vô. Mệt thì về thôi. Không muốn vô mẹ à? Giờ ngủ chưa? Thắm ngủ chưa? Nó nằm trên đi chơi chứ. Trên nè. Nó lại nhỏ bạn vậy nè. Bé kêu Thắm ra đi rồi có người ta cho tiền nè. Kêu nè. Thôi tôi không kêu rồi. Thắm ơi. Nó dẫn luôn đàng hoàng chứ. Nhỏ kìa chảnh kìa. Anh Dũng dẫn đi. Đó kìa chảnh kêu xuống luôn. Anh Dũng dẫn. Nhỏ kìa nó phá. Lấy đồ.